Lời đầu tiên cảnh báo các cháu, nhạc mang lời lẽ khệ và công kích. Cụ thể ở đây là idol các cháu nhỏ, nghe tao nói xong thì chắc chắn là không thích. Có thể là tôi sẽ bay kênh sau bài này, nên mọi người đừng thắc mắc là sao không thấy tôi đâu. Có thể là mọi người thấy tôi như tin đi, nhưng mà nếu tôi không làm thì ai sẽ lên tiếng? Chúc mừng các bạn đã unlock, đã đạt được skin áp vào hàng lợm. Sao ta phải cư xử văn hóa với một nhóm toàn những thằng ăn trộm? Trộm content, trộm thumbnail, trộm ý tưởng lời tao nói nào sai. Chắc hero team là họ hàng của ớt, nên video nào tao cũng thấy đạo nhái. Mình thì content cho trẻ em, video thì chém giết và bắt cóc. Các cháu nhỏ lên mạng để xem xong, phụ huynh các cháu mà biết thì chắc khóc. Bây giờ tôi nói thì cũng sẽ là vô ích, các cháu nghe thấy thì cũng bảo là im đi. Tầm này thì cả trăm lời của thầy giáo huấn cũng không sánh bằng được một lời nói simi. Tiếp theo là nói về âm nhạc, nhạc hero team đúng thật là gắt lắm. Nhất là bài nhạc đại chiến Free Fire, nghe rất là chiến khi đã tắt âm. Ê, khắc tình của những đứa rap dở, hero team nên cảm ơn tôi đi. Thanos cung cấp cho một content mới, thử thách 24 giờ bị đại Thanos đi. Wanna say hi, like a horror stories, I make you cry, running your glories. Kéo fan vào đây để report, khi nào còn thở thì tao vẫn sẽ toàn khỉa, làm các cháu khóc mà không cần quát tháo. Tao là ác mộng hàng đêm của các cháu. Và vẫn như cũ nha, đùa tao đùa thôi, mong là các cháu không report cái bài kênh nha. Peace, say goodbye.